Hello cả nhà và chúc tất cả mọi người đang xem video clip này có một ngày cuối tuần thật là vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình và người thân nha. Rồi, và hôm nay mình sẽ làm một clip để cảm ơn anh em đã tin tưởng ủng hộ mình, cũng như có những bình luận rất là tích cực để mình có thể có những động lực để ra video clip tiếp theo cho anh em xem nha. Win lia lịa, rank cao thủ 16 sao. Đó giờ thì chơi không có win. Ok, từ ngày sub kênh anh mình, bạn đã cầm Tara leo cao thủ luôn. Cơ mà vẫn thích nghe bạn bình luận trong clip vì khi đó được nghe phân tích khu nhược điểm của đối thủ và chúc kênh mau phát triển. Ok, rất là cảm ơn những bạn đã luôn tin tưởng ủng hộ và cũng như có những cái bình luận rất là tích cực để mình có thể thấy là thích thú và có động lực ra những clip tiếp theo để anh em xem giải trí nha. Ok, và hôm nay clip này mình sẽ cầm Tara đi rừng và để cho anh em một cái build đồ cũng như một cái lối chơi lâu lâu chơi đổi gió cầm Tara đi rừng cũng rất là khỏe luôn nha anh em. Trận đấu này thì team bạn đang quy tụ khá là đông ở khu vực đường mid, đang tính ép mid mình hay sao á, nhưng mà team mình cũng rất là đông luôn, 4-5 anh em đây nè, trời ơi, ban trụ đồ luôn, bạn mid team bạn khá là hổ báo luôn. Và bạn ấy đã nằm xuống rồi, team mình cũng nằm xuống một bạn rồi. Ok, trận này thì team mình có một sự kết hợp giữa Helen và Tara. Trời ơi, cái độ trâu của Helen và Tara thì còn gì bằng. Và đầu game thì bạn Dirac đã ăn luôn con bùa đỏ của mình, nên là mình ăn lại cái mạng đó, mình đã lấy lại con bùa đỏ, nhưng mà hơi thọt vàng một xíu nha nè, hơi thọt cái kinh nghiệm một xíu, nên mình lên cấp 4 chắc có lẽ là hơi chậm, nhưng mà vẫn ổn vì mình cũng đã lên được cấp 4 rồi nha. Rồi, pha này mình đã bật cho mình một cái anti đầu tiên lên nè. Không để mình ăn mấy bạn ơi, mình ăn mình lấy nội tại nè. Ok, và bây giờ mình sẽ cố gắng ăn con rồng đầu tiên để lấy cái lợi thế đầu game cho team mình nha. Cho team mình có hưởng được cái một cái lượng kinh nghiệm đầu tiên để team mình có thể lên cấp 4 hết nè. Nếu mà team mình nó ăn con rồng đầu tiên thì lên cấp 4 trước là sẽ combat tốt hơn team bạn ở cái lợi thế ở đầu game vì team bạn chưa lên được cấp 4 á. Ok, team mình đã cướp bóc ăn hết cái quái rừng nhà bạn luôn. Rồi bạn đi rắc ra và bật cho mình một cái chiêu cuối lên. Và team mình đã ra phía ngoài sau cái khiên đó và đập nó nằm tại chỗ luôn. Ok, team mà có đi rắc thì lết game rất là khó chịu luôn nha anh em, nên là mình cố gắng đừng có để lết lết quá. Thật sự thì Tara rất là sợ bạn đi rắc luôn, vì nó rất là khó chịu luôn. Pha này mình còn một xíu máu và chuẩn bị có anti, và mình hồi anti và mình quay lại và một pha double kill dành cho mình. Bạn Vio, team bạn hôm nay bạn Vio đi rừng nha. Và hồi nãy giờ chắc bị mất mấy con bùa rồi, cũng hơi phế rồi đó. Ok, và team mình pha này bạn Alistair cầm cho mình một, bật cho mình một cái anti chụp nó lại, nhưng mà vẫn chưa được, vẫn chưa giết chết nổi, không đủ đam đó nha. Rồi pha này, pha này mình hạ luôn bạn hai da tè rồi. Violet đang bị tấn công và lăn qua mấy mét tường và rồi chạy đâu cho thoát, sao mà chạy thoát được mình được. Rồi pha này bạn Safira cũng không còn chiêu để chạy luôn. Rồi bạn đi rắc thì sao, đi rắc chạy vô trụ hả, chạy vô trụ thì mình dí vô tới trụ luôn. Và một pha quách tá tiêu dành cho mình, một pha ăn băng hôi khá là ngon của mình. Không biết ngon không nữa, thấy cũng khá là im luôn nha anh em. 7-0 nhìn cho mình rồi, 7-0-1 rồi, trong khi team mình chỉ có 9 mạng thôi. Và pha này mình bật một cái anti, bạn hai da tè không dồn đam đủ để giết mình nha, tại mới đầu game á hai da tè cũng không có đam cao lắm. Trời ơi, mới có 4 phút mà 9 mạng luôn rồi, sao team bạn che lại mình được nè. Pha này mình lại ăn con bùa của team bạn nữa, hình như nãy giờ Vio không có ăn được con bùa nào luôn, rất là tội nghiệp cho Vio, nhưng mà mình phải ăn thôi, mình phải ăn để đảm nhiệm cái trách nhiệm gánh team mới được. Vio thì giờ này là chắc là hơi phế rồi, bắn mình hết vô đam mà, tại vì khá là phế luôn. Mình thì khá là ok vì ăn được ca ếch, ca được khá là nhiều mạng. Nói ca ếch cũng không đúng, tại vì mình cũng có tự làm tự ăn chứ không đến nỗi là người ta ăn hết máu mình mới giết nha anh em.
nên đừng có nghĩ là mình cà ếch nha. Chín xong rồi, mình vẫn cố gắng tích cực farm những con quái rừng để mình lấy cái nội tại nè. Khi mà đi rừng thì cố gắng tranh thủ farm được gì thì cứ farm, đừng có ham đánh nhau quá nha. Riêng mình thì mình rất là mê đánh lộn, nên là có nhiều pha mình lại chơi hơi ẩu, là mình ham đánh lộn quá mà mình quên mất là phải ăn những mục tiêu lớn, ăn những cái con quái rừng để lấy nội tại nè. Pha này Violet không có đường nào chạy đâu, Veo chạy đi đâu mà chạy. Drac không biết sống nổi pha này không? Chắc là không sống nổi đâu. Drac thì nó có cái phần bất tử, nó còn mana thì nó sẽ còn được cái giáp, một lớp giáp giống như là một lượng máu mà xài bằng ống mana vậy. Nên là mình cứ thấy nó còn mana đập nó nào cạn ống mana là nó sẽ chết thôi nha anh em. Đừng có để nó ăn con bùa xanh, nó sẽ rất là trâu bò luôn. Nó còn mana hoài luôn là nó rất là lâu chết luôn nha. Và đặc biệt khi nó bật cái khiên lên, mình đừng có cố đứng ở phía sau cái phía trước cái khiên mà đánh. Càng đánh cho dồn cái lượng sát thương thì lượng máu nó sẽ càng hồi phục nhiều. Nên là mình, một, nếu mà cơ tướng cơ động mình có thể dòng ra phía sau cái khiên mà đánh, còn nếu mình không là tướng cơ động thì mình đợi nó hết khiên rồi mới đánh nha. 10 không dành cho mình ở cái phút thứ 6 này, và mình khá là xanh rồi. Team mình thì cũng đang giữ lợi thế là đẩy được 3 cây, 2 cây trụ rưỡi rồi. Chỉ còn đường top 1 cây nữa là được 3 cây trụ đầu tiên của team bạn rồi. Bây giờ thì Batman đứng đây mà rình đi, mình nháy đèn cho coi. Ok, mình sẽ cố gắng ăn con Kaiser này để lấy cái lợi thế cho team nè. Nó sẽ tăng được sát thương, tăng được cái khả năng đẩy đường của team khá là tốt luôn. Cố gắng khi mình đi rừng, mình cố gắng tranh thủ, nếu mà ăn được mục tiêu lớn thì mình cố gắng em ăn để cho nguyên team mình được hỗ trợ nè. Chứ mà mình ăn những mục tiêu đơn lẻ thì chỉ hỗ trợ cho mình thôi nha. Rồi sao team mình lại nằm xuống hết rồi. Bạn hai cha tè này quýnh quá quýnh rồi, team mình nó chết hết luôn rồi anh, mọi người ơi. Pha này team nó 4 người luôn, ba người chứ, đang cố gắng ép cái trụ mid của mình. Và mình đã bật cho mình một cái anti và mình cố thủ để không bị mất cái trụ này. Khi mà Arduin, team mình khá là trâu bò luôn. Arduin đi top, Tara đi rừng, rồi thêm Helen đi SP nữa. Còn cái gì mà trâu hơn nữa đâu. Team mình mà late game cũng là một dạng team, phải nói là rất chi là trâu bò luôn. Một cái đội hình mà càng quét được team bạn luôn á. Team bạn thì chất tướng Batman là cái chất tướng đầu game khá là ngon, nhưng mà late game thì khi mà người ta lên đồ nhiều á, một combo nó sẽ không có đủ kết liễu được đối phương thì khi đó nó sẽ bị phế nha. Gặp team mình có bạn Helen bút máu thì Batman bay vô bút chân lớp máu lên thì thôi thua, sao mà Batman giết nổi team mình được. Nên chất về chất tướng team mình đã đang chiếm ưu thế khá là tốt hơn so với team bạn, kèm theo cái hiệu chứng khống chế của bạn Alistair nữa. Bạn Alistair mà chụp bắt lẻ thì xác định luôn không thể nào mà chạy thoát được đâu. Team bạn thì về đội hình là thấy là khá là thua team mình rồi đó. Nhưng mà mình cũng không nên quá khi dễ khinh thường team bạn nha. Tại vì khả năng bắt lẻ của Batman cũng khá là tốt. Nếu mà đi một mà đi mà hơi ẩu á, xanh quá ảo tưởng đi ẩu ẩu nó bắt lẻ và mình sẽ bị mất lợi thế lại liền. Ví dụ mà team mà bị bắt lẻ bớt một con chủ lực như AD rồi thì team mình sẽ bị thiếu sát thương nè, không có thể mà combat tốt được. Ok, và đây là phút thứ 9 rồi. Phút thứ 9 cho mình. Mình lại cố gắng ăn thêm một con bùa xanh của team bạn nữa. Team mình ép khá là nhiều luôn. Bạn đi rắc đã bật lên cho mình một cái khiên nhưng mà vẫn không chống nổi lại cái team mình nè. Rồi team mình đi luôn rồi.
chết, bạn Alistair không sống nổi không, mình sẽ đỡ đam cho bạn Alistair pha này. Và rồi Alistair đã nằm xuống. Pha này bốn bạn đang dí mình và xong, mình không thể nào trụ nổi luôn rồi mọi người ơi. Mình đã bị mất zin rồi, 11-1 rồi. Pha này bạn Van Hen quá chi là hơi ảo rồi, Van Hen ơi. Van Hen cũng nằm xuống rồi. Pha này chắc có lẽ mình sẽ bị mất một cái trụ quá. Helen đã ra nhưng mà có lẽ là không kịp. Team mình đã bị mất một cái trụ rồi. KDL của mình cũng khá là ngon lành. Hello. Team bạn thì đang có hai bạn AD, đó là vị trí Violet đi rừng và vị trí của AD đó là hai gia tè. Nói chung là hai vị trí AD này mà nếu mà mình bị lỗi một pha combat thì nó đẩy trụ sẽ rất là nhanh luôn nha. Kèm thêm đi rắc mà bật cái khiên lên nữa thì giống như bất để không thể nào dồn sát thương vô được tại nó tay dài mà. Đó, một pha chụp qua Leiter khá là ok và một pha lao vào của bạn Hayate dùng hết combo chiêu nhưng mà không chết nổi team mình vì team mình hồi máu rất là tốt luôn. Rồi ok, và team mình đã giết ba team bạn và team mình chỉ chết một thôi. Pha này bạn Batman có ra bắt mình đi thì không bắt nổi đâu. Rồi, pha này có lính cao lên và team mình có lẽ sẽ quyết định đẩy luôn cái trụ này. Bạn Batman đã lao ra và bạn Alistair chụp bằng Batman lại rồi xong. Một pha Batman đã nằm xuống và rồi team bạn chết sạch. Pha này thì không có lính, mình quyết định lao vô mà anh em không chịu vô rồi. 5 giây nữa mình có anti và lính lên. Mình liệu có đẩy trụ này kịp không nè. Team mình cái đội hình ép trụ cũng khá là tốt luôn nha. Safira đã lao ra rồi. Thôi, team mình pha này quyết định lui nhẹ về nè. Farm nhẹ mấy con quái nè. Đẩy lính cao lên. Rồi, ăn kinh công rồi mình sẽ win thôi. Nhớ, lúc nào chơi game mình cũng nhớ. Hãy luôn bình tĩnh và đẩy lính cao lên rồi hãy mở combat nha mọi người. Để khi mà mở combat có lỗi thì lính mình nó đang cao thì nó cũng không thể nào ép xuống được. Chứ mà chơi mà lo ham đánh nhau quá, không chịu đẩy lính á, cái lên xong tới trước một lúc mà cần thì nó lại không có đường nào mà lui nha. Tới chừng lúc đó mà bị lỗi một pha combat là đi luôn cả một trận đấu luôn á. Rồi, lính ở khu vực đường top bộ đường rồng và lính ở khu vực đường mid mình đã đẩy được khá là cao. Và pha này team mình quyết định ăn con kinh công này. Ok, mình đã ăn được con tà thần này rồi xong. Mình sẽ đẩy lính cao lên tiếp và bắt đầu mở combat một đợt combat nữa nha. Để mình suy nghĩ coi thả con này ở đường trên hay là đường giữa nè. Mình sẽ đánh lạc hướng thả con này ở đường trên và mình mở combat ở khu vực đường giữa nha. Mình có hai cách chơi, đó là mình thả ở đường nào mình tấn công hàng loạt ở đường đó luôn. Mình cố gắng mình đi theo con kinh công và mình đẩy cái trụ luôn. Còn hai là mình sẽ đánh lạc hướng, mình đi một đường làm một đường và mình thả con kinh công ở một nẻo để khi mà mình đang tấn công ở khu vực đường mid thì nó sẽ lui về và thủ đường mid, thì lính kinh công mình sẽ thả và tấn công ở khu vực đường lên top, nó sẽ bị phân tâm và nó không có đỡ được nha. Team mình thì cái đội hình nó mở combat cũng khá là tốt khi mà có Helen bút máu hỗ trợ và mình và con Arduin là có thể là lao vào để mở combat. Kèm theo bạn Van Hen có thể đứng từ phía xa để cấu rỉa team bạn nha. Một đội hình cũng khá là mạnh luôn á. Alistair mà chụp thì thứ gì chịu nổi luôn. Vì Alistair chụp là xác định luôn rồi. Rồi, pha này mất trụ luôn. Pha này thì mình lao vào và có kiếm được mạng nào không. Ok, và team mình đang chiếm ưu thế khá là tốt. Rồi xong, và mình đã kết thúc trận đấu tại đây. Cảm ơn anh em đã xem đến cuối clip. Bye bye, hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo.